Đây là công đoạn xây tường. Đây, xây tường thì bên mình luôn có các cái sợi dây dọn lên trần để xây tường được thẳng. Đó. Đây, các sợi dây dọn tường và liên kết giữa tường mới tường cũ thì không dùng phương pháp khoan râu mà đục đục thẳng để găm viên gạch vào tường cho chắc. Chắc hơn là phương pháp khoan râu. Đây là quy trình chát tường của bên mình. Đây, chát tường thì bên mình sẽ chát thành hai lớp. Lớp thứ nhất được chát ngày hôm qua, đây chát thô và nó đã xe cứng rồi. Còn đây là lớp chát ngày hôm nay, hôm nay là chát thêm một lớp nữa. Đây đang chát được một nửa rồi. Đấy, chát hai lớp sẽ giúp cho lớp chát được bền chắc hơn. Ở đây bên dưới là các cái mốc ghém, mốc ghém để lấy độ phẳng của tường, lấy độ phẳng của tường. Đấy, còn đây là phần lưới là dán chống nứt giữa các điểm liên kết tường. Và chát thì bên mình cũng sẽ chát đến kích trần bê tông luôn, cho dù là có làm trần bê cao bên dưới cái dầm, bên dưới cái trần bê tông này, nhưng mà vẫn chát đến kích trần.